Linh cảnh hành giả chương 1246, quái đàm vườn trường, 3. Chúc hàm cảnh thấy bạn cùng phòng tiểu lam, cô nằm ngửa ở trên bàn tròn ôm ngực mình, gác hai chân lên bả vai một nam sinh, mắt lim diêm đắm chìm ở trong bể dục. Cách mọi người mấy mét, mọc một cái cây nhỏ khác với số đông, cao bằng đầu người, toàn thân xanh biếc, không giống cây, trái lại như là thúy ngọc tạo hình thành. Nhưng lúc gió nhẹ thổi qua, cành lá chớp lên, lại không phải tượng có thể so sánh những người này trở nên rất kỳ quái đối với cô đến coi như không biết ánh mắt nóng bỏng tằn tiệu với nhau trong mắt trừ sinh sản không có gì khác nữa đêm hôm khuya khoắt trong công viên tối tăm một đám người không kiên nể gì làm chuyện đồi phong bại tục tam quan của chút hàm cảnh chịu chấn động mãnh liệt lúc này một nam sinh phát hiện cô từ trong cơ thể bạn gái rút ra trần trùng nghênh đón nhếch miệng cười nói đây không phải hoa khôi khoa chúng ta sao trong nháy mắt mọi người đều nhìn lại trong mắt các nam nhân tràn ngập nóng rực và khát vọng chúc hàm cảnh theo bản năng ôm ngực hoảng sợ liên tục lui về phía sau cậu cậu đừng tới đây cô tức giận nhìn tên nam sinh kia nam sinh vẻ mặt phấn khởi cười hề hề nói công viên này có ma lực chỉ cần từng tới một lần cậu sẽ yêu nơi này thật nhiều bọn tôi mỗi ngày đều đến cậu xem bọn họ hưởng thụ bao nhiêu một nam sinh khác cao giọng nói chúc hoa khôi khoa chúng ta đến rồi, hoan nghênh chúc hoa khôi khoa gia nhập. Nam sinh nữ sinh tằng tiểu với nhau ùng ùng nhìn tới, nam phát ra tiếng cười quái dị, như thị uy ưỡng vòng hông, nữ thì cố ý phát ra tiếng trên rỉ cao vút cùng nháy mắt với cô. Trong đó bao gồm bạn cùng phòng tiểu lam tính cách bảo thủ. Cô trở nên rất kỳ quái, biến hóa chút hàm cảnh cũng không nhận ra. Bọn họ đều rất kỳ quái. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện ánh mắt bọn họ thiếu lý trí cùng linh tính, giống như chỉ là đang tuần hoàn bản năng nào đó hành động. Mặc kệ nam sinh nữ sinh, mỗi người đều đang phóng túng dục vọng của mình, hưởng thụ tình dục, thế tục, đạo đức, pháp luật hết thảy đều bị vứt lại sau đầu, tuần hoàn theo bản năng. Chút hàm cảnh bi ai phát hiện, loại bản năng này cũng lây lan cho cô rồi, nhìn dáng người gầy gò kia đi tới trước mặt, cô thế mà lại dâng lên dục vọng triền miên mãnh liệt, miệng khô lưỡi khô, hít thở dồn dập. Lúc này đã không có ai hạn chế tự do của cô nhưng cô cũng chạy không thoát nữa bản năng sinh vật giữ cô lại nơi này lý trí ở trong ham muốn dần dần thất lạc trong lòng chút hàm cảnh tràn ngập tuyệt vọng nhưng nhìn người đàn ông trần truồng đi tới lại tràn ngập khát vọng cô cắn môi nhắm mắt nước mắt im ắng trượt xuống tách lúc này chút hàm cảnh nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng búng ngón tay cô quay đầu nhìn lại nhìn thấy một người trẻ tuổi tuấn lãng cao ráo khuôn mặt hắn tràn ngập sức quyến rũ dáng người thẳng tắp mê người, thật muốn rút vào trong lòng hắn, khao khát cái ôm của hắn. Nghĩ rồi nghĩ, ý thức cô hoảng hốt một phen, phát hiện mình chẳng biết lúc nào đã trở lại ký túc xá. Tiểu Lam ngồi ở bên cạnh trang điểm, bọn tuệ tuệ hoặc nói chuyện phím hoặc xem phim, tràn ngập tường hòa. Phát ngốc cái gì thế? Tiểu Lam cười hỏi. Không, không có việc gì. Chúc hàm cảnh lắc đầu, thuần thục cầm lấy mỹ phẩm dưỡng da trên bàn, bắt đầu chăm sóc da của mình. cô mơ mơ hồ hồ nhớ mình đã gặp một chuyện rất đáng sợ, nhưng lại không nhớ ra, tự như gặp ác mộng, nhưng sau khi tỉnh lại lại không có ấn tượng, chỉ còn lại tim đập nhanh khó tả. Công viên cỏ cây tươi tốt, trương nguyên thanh đảo qua các sinh viên vẽ mặt ngây ngốc, đắm chìm trong ảo thuật, nói thầm trong lòng, lăng lộn nơi hoang dã, quả thực không hợp thói thường. Sau khi xuống máy bay, hắn liền lập tức chạy tới bởi vì chưa quen thuộc đại học Tùng Phủ, cố ý tìm người hỏi địa điểm truyền thuyết rừng rậm tình yêu. Kết quả đại bộ phận sinh viên, giáo viên đều chưa từng nghe nói chuyện này, số ít sinh viên thích lướt mạng, mới từng nhìn thấy ở trên diễn đàn. Sau khi hỏi rõ phương hướng, hắn thi triển giả du, đeo lên bao tay tật phong giả, đạp một cơn gió mát mà tới, vừa lúc ngăn cản một màn này. Cho dù một màn trước mắt cực kỳ không hợp thói thường, nhưng so sánh với những người chết bất đắc kỳ tử kia, những người tuổi trẻ này là may mắn. so sánh với những đạo cụ kia động một tí lấy mạng người, cây cây nhỏ kia lại là nhu hòa. trương nguyên thanh vòng qua các sinh viên trẻ tuổi, đi về phía cái cây nhỏ xanh biếc. vừa đi ra ba bước, hắn liền cảm nhận được một ham muốn tình dục mãnh liệt, miệng đắng lưỡi khô, hận không thể đẩy ra nam sinh bên người chiếm lấy nữ sinh dưới người hắn. a, à, hiệu quả kích dục này so với quyền trượng sơn thần mạnh hơn quá nhiều. Bằng vào đẳng cấp của mình vẫn chịu ảnh hưởng nghiêm trọng như vậy, đây cũng là đạo cụ phẩm chất thánh giả." Trương Nguyên Thanh đưa tay, xoa ở trên mặt, mở ra mặt lam. Một cái mặt nạ xanh đậm làm màu nền, khuôn mặt kiệt ngạo, thay thế khuôn mặt của Trương Nguyên Thanh. Mượn sức chịu đựng tăng cường 50%, hắn thành công đi tới bên cạnh cái cây nhỏ xanh biếc, đưa tay nắm chặt thân cây mảnh khảnh. Hiển nhiên, đây là một đạo cụ không có ý thức của bản thân. Thuộc loại đạo cụ ai nhặt được là thuộc về người đó, nhưng bởi vì công năng đặc thù của nó, khiến sinh viên tiến vào nơi đây chỉ để ý tiến hành chuyện người lớn, ngược lại không ai để ý nó. Mình là từng chịu quyền trưởng sơn thần rèn luyện, nó lại vẫn có thể khiến mình suýt nữa mất khống chế, cảm giác là đạo cụ phẩm chất thánh giả, chưa chủ động công kích mình, không có nghĩa là nó không có năng lực công kích. Đạo cụ không có ý thức của bản thân, cần phải có chủ nhân thao túng mới có thể phát huy uy lực thật sự. Trương Nguyên Thanh tập trung tinh thần đọc lấy tin tức vật phẩm. Tên, cây giống phồn thực. Loại hình, cây cối. Công năng, sinh sôi nảy nở, ngự thú. Giới thiệu, mầm cây của cây thần nào đó, kế thừa bộ phận năng lực của cơ thể mẹ, sau khi thoát ly cơ thể mẹ, khát vọng trưởng thành sinh vật vĩ đại như cây mẹ, bởi vậy đối với sinh sôi nảy nở, sinh trưởng có chấp niệm mãnh liệt. Ngoài ra, nó có thể thao túng giả thú trong rừng rậm. Sinh sản sinh lợi là theo đuổi vĩnh hằng, sinh sôi nảy nở đi, vì chủng tộc kéo dài, vì sinh mệnh sinh ra, thỉnh vứt bỏ toàn bộ, tận tình sinh sôi nảy nở đi. Ghi chú một, người từ chối sinh sôi nảy nở không có tư cách có được năng lực sinh dục. Ghi chú 2, cách mỗi 24 giờ nó sẽ triệu hồi sinh vật phụ cận cử hành hiến tế sinh sôi nảy nở long trọng. Cây giống Cây giống cao tiếp cận 2 mét, vậy cơ thể mẹ cao bao nhiêu lớn bao nhiêu? Trương Nguyên Thanh xem xong giới thiệu thuộc tính, tặc lưỡi cảm khái. Cây giống là đạo cụ nghề nghiệp một yêu, có được hai công năng lớn sinh sôi nảy nở cùng ngự thú. Ngự thú ý tứ mặt chữ rõ ràng sáng tỏ. Mà công hiệu cụ thể của sinh sôi nảy nở là chỉ cần lấy ra đạo cụ này, sinh vật trong phạm vi nhất định đều sẽ lâm vào trạng thái khát vọng sinh sôi nảy nở. Thoạt nhìn công hiệu rất đơn giản, thật ra là bút tiêu cực cực kỳ mạnh. Thử nghĩ ở lúc bạn bị vây công, đối mặt kẻ địch đông nghìn nghiệp, lấy ra cái cây giống này. Dưới khí tức sinh sôi nảy nở bao phủ, kẻ địch một khắc trước còn đánh sống đánh chết với bạn, có lẽ một giây sau sẽ mời bạn cùng leo núi lên đỉnh. Nếu đối phương là cô nàng gợi cảm thiên kiều bá mị chẳng phải thích sao? Nếu đối phương là một đám phụ nữ thiên kiều bá mị chẳng phải càng thích sao? Nhưng nếu đối phương là một đám tráng hán, mặt khác trả giá của nó cũng rất nghiêm trọng ghi chú một trả giá tương tự với quyền trượng sơn thần sau khi sử dụng đạo cụ sẽ sinh ra dục vọng sinh sôi nảy nở nhưng cây giống so với quyền trượng sơn thần càng bá đạo hơn trả giá của quyền trượng sơn thần thượng còn có thể bằng sức mạnh ý chí chống lại cây giống là trực tiếp cướp đoạt năng lực sinh dục của người nắm giữ đương nhiên đối với người có bạn gái vợ cùng bồ cùng với điểm mấu chốt đạo đức chẳng cao mà nói cái này không phải vấn đề thật sự khiến trương nguyên thanh đau đầu là ghi chú hai hắn cũng không muốn người tới nơi nào nằm úp sấp đến nơi đó. Vậy cũng quá phát rồi rồi. Đạo cụ này không thể lưu lại, không thể sử dụng. Thu lại trước, 7 ngày sau lấy đến trong lò luyện để luyện. Trương Nguyên Thanh vứt bỏ ý tưởng thu phục đạo cụ này sử dụng thời gian dài, thu cây giống nhỏ vào ô vật phẩm. Sau đó hắn quét một vòng hơn 30 sinh viên trẻ tuổi vẫn duy trì tư thế tằn tiệu với nhau nhưng ánh mắt dại ra tựa như con rối, gọi điện thoại cho nữ vương nữ vương tôi ở đại học tùng phủ tìm được một món đạo cụ hắn nói cho nữ vương tình huống công viên vườn trường sau đó nói chị thông báo hành giả quan phương phụ cận bảo bọn họ dẫn nhạc sĩ tới đây xử lý một phen đề nghị của tôi là thôi miên bọn họ làm bọn họ quên chuyện đêm nay coi như tất cả đều chưa xảy ra nữ vương trầm ngâm một phen đối với bọn họ mà nói đây quả thật là phương pháp tốt nhất những sinh viên này có thể tiếp tục ở lại trường học học tập trở về quỹ đạo cuộc sống bình thường. Kết thúc cuộc gọi, Trương Nguyên Thanh nhìn về phía Trúc Hàm Cảnh, hơi trầm ngâm. Tuy hành giả quan phương sẽ xử lý kín đáo việc này, nhưng trong lúc đó nhất định cần trị an viên thậm chí phía nhà trường phối hợp. Cô gái này là vào lầm nơi đây, chưa tham dự giao lưu kết hợp, để cô ấy lại chỗ này không tốt đối với thanh danh. Nghĩ một chút, hắn đi đến trước mặt Trúc Hàm Cảnh, kích hoạt công năng phi hành của bao tay tật phong giả, dẫn cô rời khỏi công viên bay qua sân thể dục, Trương Nguyên Thanh đáp xuống bồn hoa sau tòa nhà giảng đường. Trong hoàn cảnh này đeo một cái mặt nạ quá dọa người, nhưng giải trừ mặt nạ lại sẽ làm mình hỉ nộ vô thường giống bệnh nhân tâm thần. Trương Nguyên Thanh suy tư mãi, vẫn quyết định giải trừ mặt nạ. Quái nhân hỉ nộ vô thường chung quy so với mặt nạ vô hại hơn một chút. Nâng tay lau nhẹ một cái, mặt nạ kiệt ngạo bất tuân tiêu tán, tiếp theo hắn búng ngón tay tách, hoa khôi khoa ánh mắt trống rỗng cả người rung lên, như ở trong mộng mới tỉnh cô có chút mờ mịt nhìn xung quanh trong lúc nhất thời không phân biệt rõ rốt cuộc bên nào là hiện thực bên nào là ảo cảnh sau đó cô nhìn thấy nam sinh xa lạ trước người lý trí nháy mắt trở về biết bên nào là chân thật bên nào là mộng cảnh nếu cô dám thét lên tôi sẽ khiến cô biết cái gì gọi là sợ hãi cùng đau đớn người trẻ tuổi tuấn tú dành ở trước khi chút hàm cảnh thét lên lấy giọng âm trầm lạnh lẽo giọng điệu lạnh như băng nói ra đoạn lời này Chúc hàm cảnh bị dọa co cùng người lại, rung giọng nói. Anh! Anh là người hay quỷ? Nếu là quỷ cô lập tức thét lên. Trương Nguyên Thanh đi lên mấy bước, ép cô đến góc tường, nâng cái cằm nhọn của cô nương này lên, nhướng mày cười nói. Tôi đã cảm nhận được da thịt bóng loáng tốt đẹp của cô. Nghĩ hẳn cô cũng cảm ứng được nhiệt độ đầu ngón tay tôi. Chúc hàm cảnh bị hắn đột nhiên chuyển biến khiến đầu óc mờ mịt. Trái tim cô điên cùng đập thình thịch, dựa lưng vào vách tường, sự sợ hãi trong lòng ngược lại đã giảm bớt. Nhiệt độ đầu ngón tay rất nóng bỏng. Nhưng lo lắng mới trào lên trong lòng, cả lúc lạnh lúc nóng này sẽ mang cô lột trần lăng nhục hay không? Tựa như những người đó trong công viên. Anh rốt cuộc là loại người nào? Cô chất vấn nói. Cô có thể lý giải tôi thành du thần trong đêm tối hoặc là bác mang phương đông. Nếu cô nhất định phải hỏi tôn danh của tôi, nó chính là nguyên thủy thiên tôn vĩ đại nhất hắn nói du thần trong đêm tối bác mang phương đông nguyên thủy thiên tôn vĩ đại chúc hàm cảnh vẻ mặt mờ mịt cô đang muốn hỏi một màn khó coi kia trong công viên liền thấy người bạn cùng trang lứa bộ dáng tuấn tú này bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống giọng điệu lạnh lùng tôi đã thông báo văn phòng cảnh sát lập tức sẽ có người xử lý những người đó trong công viên tôi đưa cô đến nơi đây là nói cho cô hai việc một chuyện đêm nay nhìn thấy đừng truyền ra bất luận kẻ nào cũng không được nói hai lập tức về ký túc xá nói xong hắn lạnh lùng liếc xéo một cái còn chưa cút chút hàm cảnh bị dọa run rẩy quay đầu bỏ chạy cô một hơi chạy về ký túc xá chui vào chăn tránh ở trong chăn không nhúc nhích qua hồi lâu cô thò đầu ra há mồm thở dốc du thần trong đêm tối nguyên thủy thiên tôn vĩ đại cô lẩm bẩm trong mơ hồ cô biết mình tiếp xúc đến một thế giới hoàn toàn mới thế giới kỳ quái như mộng ảo người bạn cùng lứa tuổi đẹp trai kia là chứng minh cô từng tiếp xúc với thế giới kỳ diệu miên man suy nghĩ cô lại bắt đầu lo lắng tiểu lam người bạn cùng lứa tuổi kia nói sẽ giải quyết chuyện này hy vọng hắn nói được thì làm được không biết về sau có thể gặp lại hắn hay không dựa theo ngôn tình phát triển nữ chính và nam chính là kết duyên như vậy chúc hàm cảnh ông một tia chờ mong, mệt mỏi ngủ. Nóc chung cư nào đó của tiểu khu Giang Bắc. Một bóng dáng đáp xuống sân thượng, vừa quan sát tiểu khu yên tĩnh trong bóng đêm, hốc mắt tối đen của hắn lần lượt đảo qua nhà dân, như là đang tìm kiếm cái gì. Ồ, không khí tức có oán linh. Nếu trong 24 giờ từng xuất hiện oán linh mình có thể cảm ứng được khí tức chúng nó lưu lại, nhưng nơi này không có. Trương Nguyên Thanh thu hồi ánh mắt, hoài nghi nơi này không có đạo cụ. Lý Thuần Phong thu thập tin tức có sai sót, hoặc là trước đó có người giải quyết vấn đề oán linh rồi. Xuất phát từ bảo hiểm, nghiệm chứng một lần nữa. Hắn phun ra một ngụm thái âm lực, rơi xuống đất hóa thành một đứa trẻ con. Đứa bé má phính, mắt to đen lúng liếng, cái miệng nho nhỏ, trừ thân thể hơi hư ảo, không có gì khác với trẻ con bình thường. Trương Nguyên Thanh cúi người xoa đầu anh Linh, ra lệnh. Tầm bảo. Tiểu đậu bị nghe hiểu mệnh lệnh của chủ nhân, Kêu ra ba một tiếng ngẩng cổ Đầu giống như ăn ten tiếp thu tín hiệu Đổi tới đổi lui Trong khoảnh khắc tựa như khóa mục tiêu Nhanh chóng hoạt động tứ chi biến mất ở trong bóng đêm Tòa 8 phòng 602 Trong căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách tùy ý Có thể thấy được lá bùa giấy vàng Chúng nó dán trên tường Trên khung cửa Trên tường thủy tinh Mặt sau cửa phòng trộn còn treo một tấm gương bát quái Trong phòng ngủ tối tăm Vị trí sát cửa sổ có một điện thờ, cắm hương đốt nến, bàn đồ cũng bày một ít hoa quả, đồ ngọt. Trong điện thờ cung phụng chẳng phải Phật cũng không phải thần, mà là một cái quan tài bỏ túi dài 20cm, quan tài tối đen như mực, tản mát ra khí tức âm hàng tà dị. Quy mô của nó giống món đồ chơi, so với quan tài thật sự còn dọa người hơn. Dưới điện thờ có một bóng dáng quỳ mọt, trong miệng lẩm bẩm, nhưng mơ hồ không rõ, nghe không rõ cụ thể đang nói cái gì. Lúc này trong phòng ngủ tối tăm vang lên một tiếng cười khẽ. Đừng lại nữa, lại nữa không còn mạng. Giọng nói này cực kỳ trẻ tuổi. Người trước điện thờ toàn thân rung bắn một cái, như phản xạ có điều kiện nhảy bắn lên nhìn về phía nơi phát ra thanh âm. Chỉ thấy vị trí sofa bên giường không biết khi nào đã có một bóng dáng ngồi. Hắn mặc áo thun cùng quần dài mỏng, thân hình cao ngất, mơ hồ là người trẻ tuổi. Mày là ai? Mày vào bằng cách nào? Không muốn sống nữa phải không? Người đàn ông trung niên khôi phục bình tĩnh, dựa lưng vào điện thờ hắn không ý kỵ nữa, lớn tiếng quát hỏi. Ông đừng quản tôi vào bằng cách nào. Xem xem cái khuôn mặt này của ông tái nhợt đến mức không còn màu máu, ông chuẩn bị phải chết rồi. Đương nhiên tôi sẽ cứu ông, kế tiếp mời trả lời đúng sự thật câu hỏi của tôi. Trương Nguyên Thanh lười biến dựa vào sofa. Tiếng đập cửa quỷ dị ở tiểu khu gian Bắc là ông làm nhỉ? Đừng không thừa nhận, tôi thậm chí biết ông làm như thế nào. Hắn chỉ chỉ cái quan tài bỏ túi kia. Bên trong nuôi quỷ nhỉ. Người đàn ông trung niên biến sắc hẳn, nói thật nhanh. Mày rốt cuộc là ai? Dứt lời, hắn thấy mi tâm người trẻ tuổi trên sofa bỗng nhiên sáng lên nước sơn vàng, sau đó bao trùm cả khuôn mặt, ánh vàng rực rỡ chiếu xạ phòng ngủ tối tăm. Ngay sau đó khuôn mặt màu vàng kia có hai màu đen đỏ nhanh chóng chạy, phát thảo ra mặt nạ đoan chính uy nghiêm. Trả lời tôi mặt hoàng kim uy nghiêm phát ra quát hỏi trầm thấp. Trái tim người đàn ông trung niên co mạnh lại một cái, suýt nửa dừng đập. Xin đại thần hiện thân tiêu diệt kẻ địch. Hai đầu gối người đàn ông trung niên hạ thấp, quỳ rạp xuống đất hướng tới quan tài dập đầu. Trong hốc mắt trương nguyên thanh toát ra màu đen xì, đánh giá quan tài. Mời đại thần hiện thân tiêu diệt kẻ địch. Người trung niên tiếp tục dập đầu, giọng trở nên có chút vội vã. Trước kia chỉ cần hắn dập đầu, đại thần trong quan tài liền nhất định sẽ hiện thân hoàn thành thỉnh cầu của hắn. Nhưng hôm nay không biết vì sao đại thần trong quan tài chưa đáp lại. Đây là hiện tượng chưa bao giờ có. Thực ngại quá, nó hình như có chút sợ tôi. Trương Nguyên Thanh đang nghe truyện trên TV audio CV nhìn chầm chầm hắn, thanh âm vang dội cực có uy hiếp. Trả lời câu hỏi của tôi, bằng không chết. Hắn, hắn là cùng loại người với mình, người có được năng lực thần kỳ, hơn nữa so với mình còn mạnh hơn trong lòng người trung niên nhanh chóng suy nghĩ sau khi cân nhắc lợi hại lựa chọn phối hợp cậu muốn hỏi cái gì quan tài ở đâu ra trương nguyên thanh liếc điện thờ một cái nhặt ở cửa nhà đại khái ba ngày trước tôi nhìn thấy nó xuất hiện ở cửa lúc ấy tôi liền cảm thấy rất xui đá nó đi rồi đến buổi tối tôi nghe thấy có người gõ cửa mở cửa xem xét lại không thấy ai phát hiện nó lại về tới cửa tôi nhặt nó lên muốn ném xuống thùng rác dưới lầu nam nhân trung niên nói khuôn mặt tái nhật lộ ra nét kích động cùng sợ hãi nói nhưng khi tôi nhặt nó lên tôi bỗng nhiên cảm giác nó là có tư tưởng có thể câu thông với tôi tôi đột nhiên liền biết cách dùng của nó cách dùng gì gõ cửa dọa người sao trương nguyên thanh bật cười một tiếng không gõ cửa là tôi đang làm thí nghiệm mà thôi nó là một món pháp bảo có thể sai khiến quỷ hồn cậu với tôi là cùng loại người hẳn là hiểu ý tứ của tôi tôi có thể khống chế nó làm bất cứ chuyện gì người đàn ông trung niên phẫn nộ phản bác tựa như rất phản cảm có người xem thường quan tài nhưng cái này cần thời gian đi tế bái bái càng lâu tôi càng cảm thấy mình thật sự trở thành chủ nhân của nó không ông sắp chết rồi chờ sau khi ông hoàn toàn nắm giữ pháp bảo này thì sao Trương Nguyên Thanh hỏi. Đương nhiên là làm chuyện có ý nghĩa hơn. Khuôn mặt tái nhợt của người trung niên lộ ra ánh mắt tham lam, thầm chứa sự điên cuồng. Trạng thái tinh thần đã không quá bình thường, tinh khí sói mòn rất nghiêm trọng, nhiều nhất ba ngày sẽ chết. Trương Nguyên Thanh búng ngón tay tách một cái, người trung niên lập tức ngây ngốc tại chỗ, lâm vào ảo cảnh. Trương Nguyên Thanh đứng dậy đi đến trước bàn thờ, nâng tay vương về phía quan tài. Quan tài đen bỏ túi kịch liệt trung lên, giống như đang kháng cự giống như đang sợ hãi, nhưng cuối cùng lựa chọn thần phục, tùy ý vị tinh quan cường đại này nắm giữ mình. Tên, quan tài ác linh. Loại hình, quan tài. Công năng, ngự linh. Giới thiệu, một vị vu cổ sư cường đại sau khi chết bị người ta luyện thành âm vật phong ấn trong quan tài, trở thành ác linh có thể sai khiến. Lấy tinh lực bản thân làm tế phẩm, hướng nó khẩn cầu, quan tài sẽ phái ra ác linh hoàn thành yêu cầu của kẻ khẩn cầu ghi chú nó không có lúc nào là không phát tán ác ý sau khi xem xong tin tức vật phẩm hiểu biết công năng cùng trả giá của đạo cụ này trương nguyên thanh nhất thời biết nguyên nhân người đàn ông trung niên suy yếu kẻ này không phải linh cảnh hành giả không thể nhìn thấy tin tức vật phẩm cho nên chỉ có thể dựa vào sau khi trở thành chủ nhân đạo cụ thu hoạch phản hồi thực nghiệm tác dụng cụ thể của đạo cụ gõ cửa là hắn đang thực nghiệm công năng của đạo cụ này nhưng bởi vì sau mỗi lần hiến tế hắn đều sẽ cực độ suy yếu cần nghỉ ngơi cho nên hôm nay không có thực nghiệm bởi vậy trương nguyên thanh chưa từng cảm ứng được khí tức của oán linh là kẻ rất cẩn thận chưa ngay lập tức lợi dụng đạo cụ thỏa mãn dục vọng của mình đáng tiếc đạo cụ quá tà tính người thường tiếp xúc nó nhiều nhất một tuần sẽ tinh khí trôi đi hết mà chết trương nguyên thanh thu quan tài vào ô vật phẩm gọi điện thoại cho nữ vương bảo cô thu thập tàn cục lúc này mới giải trừ mặt nạ quân hồn. Trong thời gian kế tiếp hắn sẽ biến thành một tên điên hỉ nộ vô thường, tốt nhất vẫn là rời xa đám người. Trong 6 ngày sau đó, Trương Nguyên Thanh vừa lợi dụng công năng tầm bảo của tiểu đậu bỉ, vừa phối hợp quan phương thu thập sự kiện cùng tình báo, ở Tùng Hải, tỉnh Tán Trang cùng tỉnh Giang Nam bôn ba khắp nơi. Vì thế cố ý trưng dụng xe của nữ vương, 24 giờ không ngừng xuyên qua ở trong thành thị, chạy như bay ở đường cao tốc, sóc nảy ở nông thôn hắn hầu như một khắc cũng không dám dừng. Giải quyết xong một sự kiện liền chạy tới mục tiêu kế tiếp. Trong 6 ngày thời gian hắn sưu tập 4 món đạo cụ phẩm chất thánh giả, 8 món đạo cụ phẩm chất siêu phàm, tích lũy 12 món đạo cụ. Hiệu suất cao đã vượt qua hành giả quan phương các phân bộ lớn. Cái này là vì hắn thực lực đủ mạnh, đạo cụ đủ nhiều, tiểu đội thậm chí chấp sự quan phương cần phải cẩn thận chứng thực, thăm dò sự kiện, hắn có thể trực tiếp lỗ mãn xông qua. Một mặt khác, hắn có kỹ năng tầm bảo của tiểu đậu bỉ hỗ trợ trong phạm vi mấy dặm chỉ cần có bảo bối tiểu đậu bỉ đều có thể tìm được linh cảnh hành giả bình thường là thu đạo cụ ở ô vật phẩm chỉ có các đạo cụ may mắn nhặt bị được kia sẽ mang theo bên người mà những thứ không bị người ta nhặt được tạm thời minh châu long đông đạo cụ cũng như thế tiểu đậu bỉ hầu như tìm cái nào chuẩn cái đấy một trạm cuối cùng hắn lái xe tới thành phố kim sơn bỏ neo ở cửa khách sạn vô ngân trong 6 ngày tiểu viên chưa cung cấp cho hắn manh mối đạo cụ, cái này rất bình thường. Không phải nhân viên quan phương rất khó ở trong vài ngày ngắn ngủn khóa mục tiêu được đạo cụ. Thứ nhất đạo cụ gây hỗn loạn đều đã bị thu đi, thứ hai con đường của cô có hạn, phạm vi hành động nhiều nhất chỉ là thành phố Kim Sơn. Trương Nguyên Thanh đến khách sạn Vô Ngân chủ yếu là vừa vặn đi ngang qua, liền muốn tới nơi này ngủ một giấc, thuận tiện gặp tiểu viên một chút. Từ sau sự kiện chú Trương hắn đã có đoạn thời gian chưa gặp tiểu viên phòng họp online. Trưởng lão phân bộ giải thị, phân bộ Tùng Hải cùng phân bộ hàng thành vì sự kiện thu thập đạo cụ tổ chức một hội nghị ngắn gọn. Phó Thanh Dương ngồi ở trước bàn, đăng nhập tài khoản, tiến vào phòng họp online. Hội nghị lần này, ba phân bộ lớn tổng cộng có sáu trưởng lão tham dự, Tùng Hải bên này là cậu trưởng lão cùng Phó Thanh Dương, bốn vị trưởng lão khác không thích quản chuyện. Cậu trưởng lão tính tình ôn hòa, trong mấy năm qua, yên lặng gánh vác đại bộ phận công việc, thẳng đến lúc tiền công tử giả tâm bừng bừng thượng vị, cậu trưởng lão mới dần dần nhàn rỗi. Lúc này cách hội nghị bắt đầu còn có 5 phút đồng hồ, các trưởng lão ba phân bộ lớn lục tục đăng nhập. Chờ người đến đông đủ, Chu Sa Kiếm, trưởng lão phân bộ hàng thành đằng hắn cổ họng, nói Sự kiện ba vị bán thần hỗn chiến đã trôi qua một tuần, trong 10 ngày, sự kiện bởi đạo cụ mà xảy ra, đã nhiều tới trăm vụ, cướp bóc, giết người, trộm cướp, cưỡng gian, các loại sự cố liên tục xảy ra, người bị hại đột phá cửa ải lớn một ngàn, đây còn là dưới tình huống vị hội trưởng kia ở thời gian đầu sự cố. Đã thu hồi các đạo cụ đẳng cấp cao uy lực đáng sợ kia trong 15 số thứ tự đầu. Các vị, trọng trách trên vai chúng ta rất nặng. Dừng một chút, hắn chuyển đề tài, cười nói. Bản tổng hợp của tổng bộ ngày hôm qua, phát hiện gần đây tiến độ thu về đạo cụ rõ ràng tăng lên, đại trưởng lão cực kỳ vui mừng. Hôm qua thư ký Lý gọi điện cho tôi, Tổng bộ hy vọng chúng ta tổ chức cuộc họp, chế định một phen kế hoạch làm việc, tranh thủ trước cuối tháng, đem đạo cụ thu về toàn bộ. Đây là bản vừa cập nhật, mọi người xem một chút. Nói xong, hắn ở trong khung nói chuyện của phòng họp tải bản lên. Các trưởng lão clip mở bản, bất ngờ phát hiện, 6 ngày trước, đạo cụ thất lạc bên ngoài còn có 54 món. Bây giờ chỉ còn 30 món. Dưới mấy trăm hành giả quan phương không ngừng cố gắng, ba phân bộ lớn chia đều mỗi ngày có thể giải quyết một đến hai sự kiện, sáu ngày mà nói, cùng lắm mười món. Mà trong sáu ngày qua, công trạng tăng gấp đôi. Chu Sa kiếm trưởng lão thở dài. Hổ thẹn, phân bộ hàng thành chúng ta tiến triển làm việc không quá lý tưởng, mấy ngày nay là phân bộ tùng hải hay là phân bộ giải thị phát lực vậy, các người là có thủ đoạn đặc thù gì sao, không ngại chia sẻ một phen. Đây cũng là một trong những mục đích của hội nghị lần này. Một vị trưởng lão giải thị liền nói ngay Xem ra là phân bộ Tùng Hải Cậu trưởng lão, phó trưởng lão Các người làm như thế nào Có biện pháp hay liền chia sẻ một phen Thụ tập đạo cụ Cần thu thập tin tức trước Sau đó tiến hành điều tra Bắt bớ vân vân một loạt hành động Cho dù quan phương nắm giữ con đường cường đại Vẫn là một quá trình rườm rà mà thông thả Một ít đạo cụ tính nguy hại không lớn Rất khó bị phát hiện Mà những người thường đạt được đạo cụ đó Không thiếu hạng người thông minh bọn họ cố ý che giấu, quan phương hầu như không có cách nào. Đây là nguyên nhân thu về đạo cụ chậm chạp. Phân bộ Tùng Hải đột nhiên công trạng tăng vọt, ở dưới tình huống nhân thủ cố định, hiển nhiên đã nghiên cứu phát triển ra thủ đoạn nào đó nhằm vào đạo cụ. Trong phòng họp, các trưởng lão chờ mong trầm mặt, chờ đợi trưởng lão phân bộ Tùng Hải trả lời. Nhưng bọn họ chờ được là một bản biểu. Phó Thanh Dương ở trong khung đối thoại tải lên một phần bản biểu, Bốn vị trưởng lão phân bộ giải thị cùng phân bộ hàng thành ôm tò mò cùng chờ mong click vào bản. Sự kiện 1, mũ nhỏ màu đỏ. Đường hầm nội hoàng của Tùng Hải xuất hiện một cô gái nhỏ đội mũ đỏ, cô ta mang toàn bộ 42 người trong đường hầm vào không gian đặc thù, không gian đó vẫn dừng lại ở trong đường hầm, tối cùng ngày, Nguyên Thủy Thiên tôn tiến vào đường hầm. Sự kiện 2, cây giống phồn thực. Đạo cụ này rơi xuống công viên đại học Tùng Phủ, nó không có lúc nào là không phát ra khí tức sinh sôi nảy nở, có tiếp cận 30 sinh viên chịu nó ảnh hưởng, ở trong rừng cây tàn tiệu với nhau, cũng thành công gây nghiện, mỗi đêm đều sẽ dưới tình huống không tự giác quay về công viên, may mắn là Trừ sinh sôi nảy nở, nó không có nguy hại khác Sự kiện 3 Sự kiện 4, điện thoại di động thôi miên Đạo cụ này bị một học sinh cấp 3 nhặt được, công năng của nó là thôi miên mục tiêu làm họ hoàn toàn nghe theo người nắm giữ đạo cụ. Sau khi phát hiện công hiệu thần kỳ của điện thoại di động, học sinh cấp 3 kia thôi miên nữ hàng xóm cách vách, tự cho mình là chủ nhân, hạ đạt nhiều lần yêu cầu có tính vũ nhục đối với nữ hàng xóm. Dục vọng của hắn dần dần bành trướng, sau đó thôi miên nữ giáo viên cùng bạn học trong trường học. Trước mắt, học sinh này đã bị Nguyên Thủy Thiên tôn bắt, xét thấy hắn đã tròn 18 tuổi, chờ đợi hắn chính là trừng phạt nghiêm khắc nhất của pháp luật. Sự kiện năm, Áo choàng tầm bảo Đạo cụ này có thể khiến người nắm giữ xuyên tường, lướt đi ngắn mũi Cũng giảm bớt đi ở trình độ thật lớn cảm giác tồn tại của mục tiêu Người nắm giữ đạo cụ ở nhiều ngày trước Lẻn vào kho bạc ngân hàng Cam Diêu thôn trấn Trộm 1,5 triệu tiền mặt Sự kiện 6, áo khoác dị hóa Đạo cụ này bắt nguồn từ nghề nghiệp tà ác của nước ngoài Có thể khiến người nắm giữ thân thể xảy ra dị hóa Một nhân viên giao hàng đạt được nó từ đó về sau đạt được năng lực phun tơ cùng trèo tường, hắn tự xưng là người nhận hoa quốc, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, ban đêm chạy ở các nơi của thành thị. Nhưng bởi vì trị an quá tốt, chưa tìm được tội phạm, cuối cùng tự mình trở thành tội phạm, ở lúc bị Nguyên Thủy Thiên Tôn truy kích, vô ý hút vào vách tường tòa nhà văn phòng mất mạng. Sự kiện 7 Sự kiện 8 Xem xong nội dung trong bản, phòng họp lâm vào trầm mặt, các trưởng lão sau một lúc lâu không nói chuyện đại khái qua mười mấy giây chu sa kiếm trưởng lão hít sâu một hơi đều là nguyên thủy thiên tôn thu thập được công trạng một người sánh vai ba phân bộ lớn đây là hiệu suất gì phó thanh dương thản nhiên nói đáng tiếc biện pháp này các người không học được chu sa kiếm trưởng lão than thở kẻ nổi tiếng ắt có lý do của họ thiên tài năng lực mạnh mặc kệ làm cái gì cũng mạnh hơn so với hành giả bình thường một mảng lớn vừa bị phạt nặng Đảo mắt lại lập hai lần công lớn. Hắn chỉ là nhai sơn chi hải thu về đạo cụ cùng lần này. Các trưởng lão đỏ mắt một phen, không phải đỏ mắt thu về đạo cụ, mà là đỏ mắt phân bộ Tùng Hải. Trước kia có Phó Thanh Dương, bây giờ lại thêm Nguyên Thủy Thiên Tôn, địa vị phân bộ Tùng Hải ở toàn bộ ngũ hành minh vững như Thái Sơn. Nhân tài đều tụ tập ở Tùng Hải cũng không ra sao, tổng bộ khi nào giải tán phân bộ Tùng Hải đây? Giải thị trưởng lão cảm khái một tiếng, sau đó nói: Nguyên Thủy Thiên Tôn đã sở trường thu thập đạo cụ, như vậy, sự kiện đó có phải có thể để hắn phụ trách hay không? Phó Thanh Dương nhíu mày lắc đầu. Bản thân vị hội trưởng kia cũng chưa tìm về được, Nguyên Thủy Thiên Tôn càng không trông cậy vào. Hắn biết đối phương nói là chuyện gì, trong đạo cụ số thứ tự 15 trở lại, chỉ còn lại hai món đạo cụ cuối cùng chưa tìm về, phân biệt là thứ 9, thứ 3. Cậu trưởng lão nói, muốn nói tầm bảo, trên đời không có ai so với vị hội trưởng kia càng am hiểu hơn. Mười ngày qua, tinh lực của hắn đều đặt ở trên đạo cụ 15 số thứ tự đầu, hai đạo cụ thứ 9 cùng thứ ba, ngay cả hắn cũng chưa tìm được, đại khái chỉ có một loại khả năng. Chu Sa kiếm trưởng lão chậm rãi nói. Hai món đạo cụ đó đã bị linh cảnh hành giả đạt được, cất vào ô vật phẩm. Lấy đặc tính hai món đạo cụ kia, bị nghề nghiệp hợp pháp đạt được còn tốt, nếu bị nghề nghiệp tà ác đạt được. Ai, Tổng bộ nói cho tôi biết, hội trưởng đã bỏ qua tìm kiếm, cũng hướng tổng bộ công khai thuộc tính đạo cụ, hy vọng tổng bộ có thể thay hắn tuyên bố treo thưởng, chỉ cần tìm được hai đạo cụ kia, hắn đồng ý ra hai tấm phiếu đổi vạn giới thương hành. Nói xong, hắn ở trong khu đối thoại tải lên một bản. Các trưởng lão click vào bản, xem xong thuộc tính hai đạo cụ, lại một lần nữa lâm vào trầm mặt. Cậu trưởng lão cười khổ nói. Thật không hổ là người mạnh nhất nghề nghiệp hư không, hắn thế mà có nhiều đạo cụ cổ quái, lại vô cùng mạnh mẽ như vậy. Chúng nó nếu như bị nghề nghiệp tà ác đạt được, lại là một hồi tai nạn. Tai nạn đối với nghề nghiệp hợp pháp mà nói. Phó Thanh Dương nhíu mày, vạn giới thương hành. Chu Sa kiếm trưởng lão đáp lại. Đó là một món đạo cụ loại quy tắc tầng cấp bán thần, không, thậm chí cao hơn, nó thuộc tính chưa biết, năng lực chưa biết, nó lần đầu tiên được quan phương ghi lại, là năm đó la bàn quan minh hiện thế, dẫn phát cấp bán thần hỗn chiến, vị hội trưởng kia bằng vào một tấm phiếu đổi vạn giới thương hành, một mình độc chiến ba vị bán thần. Một mình độc chiến ba vị bán thần. Phó Thanh Dương hít sâu một hơi, tôi biết rồi. Sử dụng món đạo cụ đó, tất nhiên phải trả giá thảm thiết, bằng không vị hội trưởng kia đã sớm lấy ra đối phó câu lạc bộ tử thần. Trong một mật thất âm u, đại hộ Pháp ám dạ mân côi đứng ở bên cửa sổ, nghe điện thoại. Đại hộ Pháp, tôi lấy được một vật. Trong điện thoại truyền đến cấp dưới đè thấp giọng báo cáo. Số thứ tự chính. Tin tức của nó tôi viết thành văn tự bí mật gửi vào hòm thư ngài. Đại hộ pháp ám dạ mân cô lập tức xoay người, quay về bên bàn, mở máy tính, đăng nhập hòm thư. Mở ra bưu kiện cấp dưới gửi đến, nội dung là loạn mã cộng 12 loại ngôn ngữ. Đại hộ pháp chỉ nhìn lướt qua, liền từ trong thao thao bất tuyệt lộn xộn chuẩn xác suy luận ra nội dung chính xác hắn trầm mặt khoảng mười mấy giây, đột nhiên cười to lên, tiếng cười khàn khàn, vui sướng. Cấp dưới đầu kia điện thoại không dám lên tiếng, đại hộ pháp như vậy hắn chưa bao giờ thấy. Đại hộ pháp tức giận thường xuyên có, thoải mái cười to lại là phá lệ hiếm thấy. Ngươi làm không tệ, rất không tệ. Đại hộ pháp cười như yết hầu kẹt cục đờm nói. Chuẩn bị một phen, tìm cơ hội vào học viện Tần Phong. Tâm nguyện của thủ lĩnh nhiều năm qua, không chừng sẽ do ngươi tới hoàn thành, đây là công lao thế nào, ngươi hẳn là rõ. Trong loa truyền đến tiếng cấp dưới hít thở dồn dập. Giao giới tỉnh Giang Nam cùng tỉnh Giang Hoài, huyện Tân An. Trong một gian phòng cho thuê cũ nát, phòng ngủ quần áo chất đống bừa bãi, rèm kéo, lộ ra khe hở nho nhỏ, một bóng người ngồi ở bên cạnh bàn, cúi đầu đánh giá vật phẩm trước người, phát ra tiếng cười quái dị khạch khạch. Trấn giáo chi bảo, đây là trấn giáo chi bảo người phương nào để thất lạc, vậy mà lại bị ta nhặt được, trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta, ha ha ha. Cười cười như điên cuồng, hắn bỗng nhiên thượng lại một phen, đầu hơi nghiêng, cười khà khà nói. Không, bây giờ là thời đại mới, phải dùng cái tên mới. Đạo cụ cấp chúa tể. Ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở bức rèm chiếu vào, nửa khuôn mặt của hắn ẩn trong bóng tối, nửa khuôn mặt chiếu ánh mặt trời, vẻ mặt đã dại ra lại điên cuồng, một con mắt trống rỗng vô thần, một con mắt điên cuồng hỗn loạn trong khoảng thời gian này tới nay, hắn luôn kiềm chế không được dục vọng giết chóc, không nhịn nổi khát vọng tu bổ bản thân, lại liên tục cắn nuốt linh thể vài linh cảnh hành giả. Cùng với linh hồn mười mấy người thường. Dưới tình huống không có lực lượng tịnh hóa, cái này không thể nghi ngờ tăng thêm ô nhiễm tinh thần của hắn, sinh ra tinh thần phân liệt. Đồ nhi ngoan, đồ nhi ngoan, vi sư nhớ ngươi muốn chết, khạch khạch khạch, tiếng cười quái dị khạch khạch quanh quẩn trong phòng cho thuê. Khách sạn vô ngân điều hòa vận chuyển gió lạnh mạnh mẽ trong sảnh lớn khách sạn phủ kính sàn đá cẩm thạch phía sau quầy phục vụ trương nguyên thanh lười nhác nằm ở ghế nghỉ ngơi thuộc về tiểu viên bắt chéo chân chị nói một học sinh cấp 3, tư tưởng sao lại tà ác như vậy chứ thế mà làm ra chuyện phát rồ như vậy đối với hàng xóm nữ cùng giáo viên nữ bạn học nữ tôi năm đó lúc học cấp 3, bàn tay con gái cũng không dám nắm nói chuyện với con gái cũng đỏ mặt rất thuần khiết tiểu viên chị nhưng nhất định phải tin tưởng tôi Hắn bắt chéo chân, thông thả kể ra điều mắt thấy tai nghe trong quá trình mình khoảng thời gian này thu thập đạo cụ. Tiểu viên mặc âu phục nhỏ màu đỏ rượu, áo sơ mi nữ sĩ màu trắng, ngồi tựa ở trước quầy phục vụ, yên lặng nghe hắn tán gẫu, khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp không có biểu cảm gì, trong ánh mắt thầm chứa sự dịu dàng. Khấu bắt Nguyệt cùng nhóc mập tựa vào quầy phục vụ, nghe say sưa. Người thường này sau khi đạt được đạo cụ phương thức xử lý cực có ý tứ, Đại bộ phận đều sẽ lợi dụng năng lực đạo cụ thỏa mãn ham muốn riêng của bản thân, nhưng cũng có kẻ biến mình trở thành chú cứu thế, hoặc cảm thấy mình là nhân vật chính của thiên mệnh. Nhưng chuyện học sinh cấp 3 này, trình độ ác liệt chỉ có thể tính là bình thường. Trừ sự kiện đường hầm nội hoàng, trong 6 ngày, ác liệt nhất tôi từng thấy là vụ án chú sát, cả tiểu khu chết hơn 20 người. Các người tuyệt đối không tưởng tượng được nguyên nhân kẻ làm phép giết người. Trương Nguyên Thanh nói Nguyên nhân gì? Khấu Bắc Nguyệt cùng nhóc mập đồng thanh hỏi Người chết đều là nhuộm tóc vàng Vợ kẻ hành hung ngoại tình Hắn nói Trương Nguyên Thanh khí tụ đầu lưỡi Giống như niệm ra chú ngữ nào đó Tóc vàng phải chết Khấu Bắc Nguyệt cùng nhóc mập không hiểu ra sao Có ý tứ gì Biết thì biết Không hiểu thì đừng hỏi Trương Nguyên Thanh phất phất tay Mấy giờ rồi Còn không đi giao hàng đi Cái địch Khấu Bắc Nguyệt lúc này mới phản ứng lại cầm lấy mũ bảo hiểm trên bàn ra ngoài luôn nhóc mập theo sát sau đó cậu đợi một chút trương nguyên thanh gọi hắn lại cười nói tôi mặc kệ cậu đi theo khấu bắt nguyệt là thật tâm hay giả ý đã theo hắn lăn lộn thì an phận chút cậu nếu dám hại hắn chân trời góc biển tôi cũng giết cậu ai 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 trong lòng khấu bắt nguyệt nhất thời cảm động mặt ngoài vẻ mặt chán ghét anh cũng không phải bố tôi anh quản tôi ta những thứ này làm gì lương thần chúng ta đi nhóc mập khẽ gật đầu không nói một lời rời khỏi chờ người đi rồi trương nguyên thanh ở trên ghế duỗi cái lưng mỏi bóng đèn đều đi rồi rốt cuộc có thể qua thế giới hai người của chúng ta rồi tiểu viên liếc xéo hắn một cái hừ nói cậu bây giờ vẫn thích phụ nữ lớn tuổi trương nguyên thanh trước kia từng nói với cô quan điểm dựng vợ gã chồng của mình lúc ấy độc thân nói về chuyện phương diện này không kiên nể gì nhưng bây giờ không dám nữa không thích Trương Nguyên Thanh lắc đầu. Tiểu viên gồ một tiếng, xoay người sang chỗ khác, mặt hướng về cửa chính khách sạn. Trương Nguyên Thanh đổi giọng, trêu chọc nói, nhưng giống tiểu viên gì như vậy, tôi liền thích. Cô chưa xoay người, giống như chưa nghe thấy, nhưng độ công khóe miệng hơi nhếch lên. Ngày thứ bảy, 9 giờ sáng. Ngủ một đêm ở khách sạn vô ngân, Trương Nguyên Thanh tinh thần phấn chấn trở về hoa đô, ngồi xe taxi tới khu đô thị cũ này, ngựa quen đường cũ đến cửa tiệm nhỏ, vạn bảo ốc. Trong cửa tiệm nhỏ, đạo cụ, tài liệu cảnh giới siêu phàm hỗn độn chất đống. Bà chủ dung mạo diễm lệ ngồi ở bên quầy thu ngân, đầu ngón tay kẹp một điếu xì gà, hút ngon lành. Cô vẫn là trang phục khi mới gặp, áo quay ngực màu đen, khoác áo da màu đen, lộ ra cái bụng trắng chắc phẳng phiêu. Khuôn mặt ngưng tụ sự lười biếng nồng đậm, đến bây giờ cũng chưa tan đi. Bà chủ, hồ hán tam tôi lại đã trở lại. Trên mặt Trương Nguyên Thanh tràn đầy nụ cười tới gần, nghĩ mình sắp tạo ra một món đạo cụ cực phẩm, đã sốt ruột không chờ được. Liên Tam Nguyệt liếc hắn một cái, ngồi không nhúc nhích, nhếch khóe miệng. Nói cho cậu một tin tức xấu. Trong lòng Trương Nguyên Thanh nhất thời lột bột một cái, tin tức xấu gì? Liên Tam Nguyệt đặt xì gà xuống, lười biến dựa vào ghế nằm. Đá lửa bán hết rồi, nó là vật phẩm nhất định phải có để khởi động lò bách luyện, mỗi tháng chỉ sản 30 khối, trong tay chị còn lại 10 khối cuối cùng, nhưng ở ngày hôm qua, bị người ta mua đi rồi. Sắc mặt Trương Nguyên Thanh trầm xuống. "Chị chơi tôi? Trên đời nào có chuyện khéo như vậy?" Liên Tam Nguyệt nụ cười không thay đổi, vẫn như cũ là tư thế ngồi lười biếng. "Là đang chơi cậu, nhưng không phải chị, chị là chú ý danh dự nhất, một món đạo cụ phẩm chất thánh giả, cho dù là loại quy tắc, cũng không thể khiến chị bỏ qua danh dự của mình." Nhưng quả thật là có người muốn chơi cậu. Trong cửa hàng nhỏ hỗn độn như tiệm Ngũ Kim, sắc mặt Trương Nguyên Thanh đã âm trầm như nước. Nghe ý Tứ Liên Tam Nguyệt là có người nhìn trúng năng lượng dự trữ của lò Bách Luyện, muốn hất tay trên, đoạt lấy thành quả của hắn. 85% năng lượng trong bếp lò là hắn bỏ vào tám món đạo cụ, cùng với tài liệu giá trị chục triệu tạo ra, hầu như là một nửa tài sản. Bây giờ lại có người muốn hất tay trên Trương Nguyên Thanh nhìn chằm chầm khuôn mặt diễm lệ của bà chủ, nheo mắt, bà chủ, ngày đó, tôi là xem ở trên phần chị giữ chữ tính là căn bản, mới liên tục không ngừng bỏ vào đạo cụ cùng tài liệu giá trị xa xỉ, cũng là bởi vì thành tính của chị, mới tiêu tiền phong lô, bây giờ chị nói cho tôi biết, bếp lò không thể dùng. Chị là muốn chết sao? Đối mặt ánh mắt ngầm có ý phẫn nộ, vẻ mặt không tốt của Trương Nguyên Thanh, liên tam nguyệt mặt không đổi sắc, thậm chí lại cầm xì gà lên, uống một ngụm nhỏ, thanh âm lười nhát nói, đã nói phong lô 7 ngày, vậy là 7 ngày, trong vòng 7 ngày, trừ cậu ra, ai cũng không sử dụng lò bách luyện. Dừng một chút, cô cười ha ha nói, nhưng chị là thương nhân, người ta muốn mua đá lửa, đồng ý trả giá cao gấp đôi, chị không có lý do từ chối. Nhưng chị lúc ấy chưa nhắc nhở tôi. Trương Nguyên Thanh nhìn chầm chầm cô. Liên Tam Nguyệt vẫn duy trì tư thế ngồi lười biếng, ánh mắt nghiền ngẫm, cậu cũng chưa hỏi, với lại, chị vì sao phải nhắc nhở cậu? Cái này rất phù hợp phong cách hỗn loạn trung lập của cô. Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, nói, mua đi đá lửa là ai? Cháu út gia chủ triệu gia, triệu phi trần. Liên Tam Nguyệt nhẹ nhàng phun ra một ngụm khói trắng. Triệu gia. Lông mày Trương Nguyên Thanh nhảy dựng, lập tức nhìn kỹ Liên Tam Nguyệt, hồi lâu sau cười lạnh nói, thì ra là bà chủ coi trọng năng lượng trong lò luyện, lại tiếc danh tiếng, vì thế tìm tên con ông cháu cha đến thao tác. Chật chật, tính kế hay lắm. Anh gà đỏ từng nói, Liên Tam Nguyệt cùng Triệu Gia có quan hệ không tầm thường, chỗ dựa sau lưng cửa hàng vạn bảo ốc, chính là Triệu Gia trong học sĩ Tam Gia. Đối mặt Trương Nguyên Thanh trào phúng, Liên Tam Nguyệt không bận tâm, chậm rãi nói, cái này không quan hệ với chị, Triệu Phi Trần mấy ngày trước đây đến chỗ chị đi dạo, nhìn trúng năng lượng trong lò luyện, biết chị đóng lò 7 ngày, liền từ chỗ chị mua hết đá lửa, chặt đứt con đường của cậu hắn muốn cái gì trương nguyên thanh gọn gàng dứt khoát hỏi chuyện này là hắn sơ sót dưới tình huống tin tức không tương đương rất khó nghĩ đến những chi tiết nhỏ này bây giờ ảo não cũng vô dụng việc cấp bách là lấy được đá lửa luyện ra đạo cụ triệu phi trần mua hết đá lửa rõ ràng là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nếu điều kiện hợp lý cái thiệt thòi này hắn nhận đây là chuyện giữa người mua các người chị sẽ không quản cũng lười nhúng tay. Liên tam nguyệt ngữ điệu nói chuyện cũng lộ ra lười biếng, gạt tàn xì gà, nói, thiếu chút nữa quên, xì gà chị hút cũng là cậu tặng, vị thuần hậu hương ngọt ngào, chị rất thích. Xem ở trên phần xì gà, liền nói với cậu một chút. Triệu Phi Trần là cháu nội nhỏ nhất của triệu gia chủ, từ nhỏ được nuông chiều, ở hoa đô hoành hành không kiên kỵ, cho dù là hành giả quan phương tầng dưới chót, cũng không dám trêu vào hắn. Mấy năm trước, một tiểu đệ của hắn nhìn trúng nữ nhân của một phú thương nơi này hai bên tranh giành người tình sinh ra cãi cọ tiểu đệ kia của hắn cắt bỏ thận phú thương làm hại người ta cả đời không thể làm đàn ông hành giả quan phương phân bộ hoa đô bắt tên linh cảnh hành giả kia kết quả địa điểm làm việc trong cùng ngày đã bị triệu phi trần dẫn người đập đám con ông cháu cha linh cảnh thế gia này tên nào cũng đều phách lối như vậy sao chờ mình tấn thăng chúa tể phải gõ một trận cẩn thận từng trong con em thế gia vẫn là có nhân vật chính phái quan nhã bé trà xanh phó thanh dương linh quân hạ hậu ngạo thiên trương nguyên thanh nói có thể sống đến bây giờ có thể thấy được triệu gia chủ là yêu thương đứa cháu trai này chỉ là không biết có một ngày bị người ta làm thịt triệu lão gia chủ sẽ nổi điên hay không liên tam nguyệt liếc hắn một cái cười lên chị rất chờ mong một ngày đó ví dụ ương ngạnh của triệu phi trần còn có rất nhiều chị không lần lượt nêu ví dụ cậu chỉ cần nhớ kỹ, triệu gia bao che khuyết điểm, chọc triệu phi trần, đó là kết thù với triệu gia. Cậu đừng thấy vạn bảo ốc này của chị nói một là một hai là hai, thật ra là được triệu gia che chở mới có thể làm ăn, lợi hại trong đó, tự mình cân nhắc suy nghĩ. Nói xong, liên tam nguyệt vương tay, nói, lấy thẻ bài ra. Trương Nguyên Thanh không quan tâm, đi thẳng đến bên tủ hàng, sau khi nhìn quét thật lâu, nhặt lên một tấm gương tròn nhỏ xám xịt, mở ra tinh mâu, tự soi gương Chỉ thấy hai cung tài Ách mây đen bao phủ Có nhiều điểm không lành Biểu thị hắn tiền tài gặp phải hao tổn lớn hơn nữa Có phiêu lưu bị thương nặng Mà cung duyên sáng rõ Không thấy mây đen Lại biểu thị hắn tiến hành hợp tác Ký kết khế ước không có vấn đề Không tồn tại tình huống đồng bạn làm ăn dũ bỏ khế ước Nếu liên tam nguyệt cố ý vi phạm khế ước Cố ý bán ra đá lửa vận hành thao tác Cung duyên nhất định có mây đen Thông qua tướng mạo, Trương Nguyên Thanh tạm thời tin tưởng chuyện này không phải liên Tam Nguyệt bày mưu đặt kế. Xuất phát từ bảo hiểm, hắn lấy ra điện thoại di động, gửi một cái tin nhắn cho Phó Thanh Dương. Nếu hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hoặc mất tích, đó chính là vạn bảo ốc cùng Triệu gia làm. Gửi tin nhắn xong, hắn quay về quầy thu ngân, từ trong ô vật phẩm lấy ra thẻ bài, mặt không biểu cảm đưa qua, thuận thế hỏi. Triệu Phi Trần kia cấp bậc thế nào? Siêu phàm cấp 3. Liên Tam Nguyệt vừa tiếp nhận thẻ bài, vừa nói, hắn trở thành linh cảnh hành giả thời gian không dài, cũng chỉ khoảng 2 năm, có thể có cấp bậc như vậy, đã là cực có thiên tư. Dù sao không phải mỗi người đều giống cậu. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, nhìn về phía cửa tiệm. Huyết Tường Vi đợi lệnh ở bên ngoài tiến vào. Chắc Cô bóc nát thẻ bài, chú văn khắc trên đó hiện lên, cũng nhanh chóng khuếch tán, cảnh vật xung quanh nhanh chóng biến hóa. Ngay sau đó, trương nguyên thanh lại thấy được chợ quen thuộc nhìn thấy khách nhân đeo mặt nạ hoặc khoác áo choàng đầu ngón tay liên tam nguyệt kẹp điếu thuốc một tay ôm ngực hướng nơi xa nổ biểu môi triệu phi trần ở chỗ chị thuê một vị trí chuyên mua đá lửa a à, chờ cậu đó trương nguyên thanh thuận thế nhìn lại xuyên qua người qua đường trùng điệp hành tẩu chỉ thấy sau chỗ quầy hàng kia một người trẻ tuổi ăn mặc chú ý lười biếng nằm ở trên xích đu hắn người toàn hàng hiệu Dày là giày chơi bóng ngôi sao nào đó tự tay ký tên, tóc ngắn tạo kiểu, tướng mạo chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ cũng rất không tệ, tiểu sinh trắng nõn tuấn tú. Bên cạnh vị công tử ca này còn có một người trung niên đồ đen, ôm kiếm cổ. Mặt khác có hai cô gái trẻ tuổi váy ngắn áo thun, ăn mặc mát mẻ, một người ngồi sổn phía trước, một người đứng ở sau, thay hắn đấm chân bóp vai. Công tử ca trẻ tuổi nhắm mắt nghỉ ngơi, thản nhiên tự đắc. Các người qua đường, chủ quán xung quanh liên tiếp liếc nhìn, chật chật cảm thán. Có thể ở trong vạn bảo ốc, phách lối, như thế, cũng chỉ tên hoàng khố hàng đầu triệu gia triệu phi trần. Thánh giả cũng không dám phách lối giống hắn. Lúc này, cô gái trẻ tuổi nhẹ nhàng bóp vai, liếc thấy bà chủ đánh vòng eo, dẫn một người trẻ tuổi tướng mạo bình thường tới đây, lập tức cúi đầu, thì thầm vài câu với công tử trẻ tuổi. Triệu phi trần lập tức mở mắt, ánh mắt dừng hình ảnh ở nam tử bên cạnh liên tam nguyệt vài giây. Trình độ như thế nào? Hắn nhìn phía trước, hỏi Thánh giả, khí tức thua xa tôi Người trung niên ôm kiếm phía sau trầm giọng nói Khóe miệng triệu phi trần nhất lên nụ cười Nâng tay vẫy lui hai cô gái Đứng dậy đón, nụ cười ân cần nhìn về phía liên tam nguyệt Cố ý trước mặt Trương Nguyên Thanh, lớn tiếng nói Cô 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 Trương Nguyên Thanh nhịn không được nghiêng đầu Nhìn về phía bà chủ diễm lệ Có chút bất ngờ không kịp phòng bị cô là cô cô của triệu phi trần vậy cô chính là con gái của đương đại gia chủ triệu gia liên tam nguyệt cười lên khanh khách ánh mắt nghiền ngẫm đảo quanh ở trên người trương nguyên thanh cùng triệu phi trần cô dùng xì gà chỉ chỉ trương nguyên thanh nói hắn chính là người phong lô các người tự mình nói chuyện đi dứt lời đánh hông đẹp mắt đi đến cảnh xích đu nằm đông đưa qua lại xem náo nhiệt triệu phi trần đánh giá thanh niên trước mắt khẽ cười một tiếng người anh em lăn lộn con đường nào một tên tiểu lâu la liên tam nguyệt cười mỉm xen mồm trương nguyên thanh có chút bất ngờ liếc nhìn cô một cái triệu phi trần nói chúng ta người ngay không nói tiếng lóng trong thiên hạ chỉ có cô cô tôi nơi này có thể mua được đá lửa bây giờ ở hết trong tay tôi còn tôi coi trọng món đạo cụ đó cậu luyện như vậy tôi trả cậu phí phong lô lại cho cậu 10 triệu tiền mặt cậu mở lò tặng cho tôi 15% năng lượng tích tụ tiếp theo tôi phụ trách. Thế nào, vụ làm ăn này có lãi chứ? Trương Nguyên Thanh bình tĩnh nhìn hắn, cái thái độ bất cần đời đó làm người ta chán ghét. 20 triệu đã muốn mua một món đạo cụ cực phẩm có tiền cũng không mua được. Cậu đây không phải mua, là cường thủ hào đoạt. 85% năng lượng tích tụ, hắn ước chừng đầu tư vào 8 món đạo cụ, tài liệu giá trị chục triệu, lại thêm phí phong lô vẹn vẹn 20 triệu đã muốn lấy đi chẳng những tham lam, còn cuồng vọng. Triệu Phi Trần chật chật một tiếng, gian hai tay, ôm hai cô gái trẻ tuổi vào trong lòng, thông dong nói, không muốn. Được, Triệu Phi Trần tôi cũng không ép buộc, như vậy, tôi bán cho cậu đá lửa, một viên đá lửa một tỷ, không bán lẻ, muốn mua thì mua cả 10 viên đá lửa đi, 10 tỷ, móc tiền đi. 10 tỷ. Trương Nguyên Thanh cười nhạo nói, sao không đi cướp. Triệu Phi Trần Khoa Trương cười to, ha ha, nói, Đúng, chính là muốn cướp mày đó, làm sao nhỉ? Tao cũng không phải là ý thế hiếp người, tao chơi là quy tắc, bản thân mày để lại sơ hở lớn như vậy, chớ có trách tao chui. Hôm nay chẳng những muốn cướp mày, còn muốn cướp cho mày tâm phục khẩu phục. Vừa nói, vừa cao giọng nói, các vị bằng hữu, tôi đây mới là nhặt được hàng tốt, đều học hỏi chút đi. Người qua đường xung quanh tụ lại, chật chật không ngừng. Còn có kẻ xem náo nhiệt không ngại to chuyện ồn ào nói, muốn tôi nói cho 20 triệu cũng nhiều rồi, 20 ngàn đuổi đi là được. Cái bản lãnh nhặt được hàng này của triệu công tử, thực sự làm người ta hâm mộ. Đáng giận, bị triệu công tử giành trước một bước, cơ hội uống mụn canh cũng không có. Ngươi thôi đi, không sợ mới ra khỏi vạn bảo ốc liền bị người ta làm thịt. Chuyện này, chỉ có triệu công tử có khả năng làm. Hai cô gái trẻ tuổi trong lòng che miệng, cười khanh khách, dịu dàng nói, thiếu gia nếu đi làm ăn, nhất định là tin anh thương trường oai phong một cõi. Triệu Phi Trần cười hì hì nhìn chầm chầm Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh phun ra một ngụm khí đục thật dài, như vậy đi, Triệu Công Tử, tôi nghe bà chủ nói, cậu trả giá gấp đôi mua hết đá lửa, tôi ra giá gấp ba, cậu bán cho tôi. Ra ngoài, hòa khí phát tài, mọi người kết bạn. Mười tỷ, thiếu một phần cũng không được. Triệu Phi Trần mũi hết lên trời, trên mặt tràn đầy nụ cười nắm chắc thắng lợi, một bộ tư thái ăn chắc Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh nhìn chầm chầm hắn thật sâu, cười lạnh nói, triệu công tử, cậu đây là muốn ngọc đá cùng vỡ đó. Tôi không sao cả. Triệu công tử vung vẫy cái tay khoác lên vai bạn gái, bày ra tư thái nắm chắc thắng lợi, cười tủng tỉm nói, dù sao tôi không có tổn thất, cậu không cần đá lửa, qua hôm nay là có người cần. Nhưng mà huynh đệ à, cậu thiệt thòi thê thảm đó. Tôi từng hỏi cô cô, cậu ít nhất ném vào trong lò một cái mục tiêu nhỏ. Tôi khuyên cậu kịp thời cắt lỗ, cầm chút tiền rồi đi, cũng vãn hồi chút tổn thất. Hôm trước hắn từ chỗ ông nội xin được vài món đạo cụ siêu phàm không đáng tiền, lên cơn nghiện đánh cược, liền chạy đến vạn bảo ốc chơi lò bách luyện một phen, kết quả được nói cho biết đã phong lô. Sau khi nghe ngóng, mới biết được có kẻ rất khó nói là xui xẻo hay may mắn, đập cả thảy tám món đạo cụ, tài liệu giá trị chục triệu, mới tích tụ 85% năng lượng. Triệu Phi Trần phải nói là hâm mộ ghen tị, dựa theo quy tắc của lò bách luyện, đây là muốn luyện ra một món đạo cụ cực phẩm nha. Tiếp tục thăm dò, hắn phát hiện kẻ ngốc kia thế mà chưa bao đá lửa. Quả thực là tiền trên trời rơi xuống. Lập tức mua hết đá lửa trong tay cô cô, hôm nay cố ý ở vạn bảo ốc chờ kẻ coi tiền như rác tới cửa. Triệu Phi Trần thản nhiên nói, cậu cũng đừng cảm thấy thiệt thòi, đá lửa tuy chỉ trị giá 500 ngàn, nhưng rất nhiều thời điểm, giá cả lạm phát, không quan hệ với giá trị của bản thân nó, có liên quan với kẻ có nhu cầu. Trong tay tôi có đá lửa, tôi đã nắm thóp của cậu, hoặc là giỏ trúc mút nước công giả tràng, hoặc là mở lò, nhường cho tôi, cầm 20 triệu mà đi, cậu không có lựa chọn. Trương Nguyên Thanh thở dài, Ngọc Đá cùng vỡ tao nói, không phải ý tứ này. Triệu Phi Trần nhún nhún vai, nụ cười ngông nghênh trước sau như một, nói như thế nào? Tao cũng cho mày hai lựa chọn, một, lấy giá gấp ba bán cho tao đá lửa. Hai, tiền vốn trong lò tao không cần nữa, tao ngay bây giờ đi ra ngoài chặn mày, mày dám đi ra, tao một đao chém mày ngay. Trương Nguyên Thanh dứt khoát không áp chế lệ khí trong lòng nữa. Sắc mặt Triệu Phi trần trầm xuống, đẩy ra hai cô gái trẻ tuổi, ghé mặt đến trước mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn, lạnh lùng nói. Vẻn vẹn một tên thánh giả, kiêu ngạo như thế. Linh cảnh hành giả như mày, triệu gia còn nhiều, chỉ bằng vào câu này của mày, hôm nay cũng đừng còn nghĩ rời khỏi hoa đô. Trương Nguyên Thanh xoay người bước đi. Khoan đã. Triệu Phi Trần bỗng nhiên đề cao giọng, bỗng thiếu gia thưởng thức nhất người có cốt khí, như vậy đi, tao cho mày một cơ hội. Trương Nguyên Thanh dừng bước, ngoái đầu nhìn lại. Triệu Phi Trần khôi phục tư thái con ông cháu cha lỗ mãn lười nhác cười nói, mày cùng vệ sĩ của tao lên lôi đài đánh một trận, nếu mày thắng, tao cho mày đá lửa, không lấy một xu. Mày nếu thua nói với cô cô tao, tặng lò cho tao. Quy củ lôi đài mày biết chứ, chỉ có thể một người sống sót. Nếu đồng ý, ký giấy sinh tử luôn bây giờ. Trương Nguyên Thanh nhìn chầm chầm hắn vài giây, lắc đầu, không công bằng. Sợ rồi. Tao thắng, chẳng những lấy đá lửa, còn xin mày hai cái chân. Triệu Phi Trần cười ha ha, có tính cách. Quay đầu lại, sắc mặt âm trầm, đầy mặt sát khí nói với người trung niên ôm kiếm, ký giấy sinh tử, hắn cho dù là chấp sự quan phương, tôi cũng muốn hắn chết. Sau khi xong việc, đạo cụ trong kho báu Triệu gia, ông tùy ý chọn một món, lại thưởng cho ông 10 triệu tiền mặt. Đồ vật trong lò bách luyện, hắn nhất định phải lấy được. Đạo cụ cực phẩm cảnh giới thánh giả, cho dù ở trong tổ chức lớn cũng là vật hiếm lạ. Đừng nhìn ông nội thương hắn, nhưng cũng không có khả năng cho ra đạo cụ tốt như vậy, nghĩ cũng đừng nghĩ. Người trung niên khẽ gật đầu, không thành vấn đề triệu phi trần lon ton chạy đến cạnh xích đu vẻ mặt đầy nịnh nọt cô cô cháu làm việc ngài có hài lòng không liên tam nguyệt theo xích đu lắc lư lắc mắt đẹp lim dim cười mỉm nói việc triệu gia không liên quan gì tới cô chuyện của mày càng không có tư cách khiến cô phiền lòng chẳng qua đã ký giấy sinh tử hắn dù là chấp sự quan phương mày giết hắn ngũ hành minh cũng không thể nói cái gì ngược lại cũng thế hỏi mày một câu cuối cùng, xác định rồi. Triệu Phi Trần nhỏ giọng nói. Thứ luyện trong lò kia, chính là đạo cụ cực phẩm, dù là ngài, xác suất thành công cũng không đủ ba thành nhỉ. Thứ này cháu nhất định phải có, hắn cho dù là chấp sự quan phương, cháu cũng coi như không biết. Mày nghĩ kỹ rồi là được. Liên Tam Nguyệt cười cười, lười biến đứng dậy, đứng ở trong đám người, tất cao giọng nói. Tôi sẽ lấy danh nghĩa kẻ chứng kiến, kẻ đảm bảo soạn một phần khế ước, ai vi phạm khế ước, tôi sẽ tự tay xử lý. Chờ hai bên gật đầu, cô từ trong ô vật phẩm lấy ra một tờ giấy da dê cổ xưa ố vàng, trải ra nói. Khế ước một, không thể sử dụng kỹ năng cùng đạo cụ cấp 6 trở lên bao gồm cấp 6. Khế ước 2, không thể nhận thua. Quy củ lôi đài nhất định phải phân sinh tử. Khế ước 3, không thể hướng nhân viên không liên quan ngoài sân cầu viện cô nói mỗi một câu trên tấm da dê liền hiện lên một dòng quy tắc chữ viết vạn vẹo như nồng nọc không phân biệt được là văn tự nước nào sau khi đơn giản nói xong ba điều nội dung khế ước cô nhìn về phía trương nguyên thanh cùng kiếm khách trung niên lại đây ấn dấu tay đồng ý là được kiếm khách trung niên sải bước đi về phía trước ngón cái ấn ở bên dưới khế ước ngoái đầu nhìn lại lạnh lùng nhìn trương nguyên thanh trương nguyên thanh quay về đi đến trước mặt liên tam nguyệt thấp giọng nói chị đã là cô cô của hắn nên nói cho hắn tôi rốt cuộc là ai. Hắn không ấn dấu tay, ý đồ làm ra cố gắng cuối cùng. Bản thân hắn là không tiện tự bại lộ thân phận, nơi này ngư long hỗn tạp, có nghề nghiệp tà ác. Nếu truyền tin tức hắn xuất hiện ở nơi này cho thánh giả thậm chí chúa tể trong tổ chức tà ác, sẽ tự dưng thêm rất nhiều phiền toái cùng nguy cơ. Hoa đô không phải tùng hải, không phải địa bàn nhà mình, cẩn thận là trên hết. Chị vì sao phải nói cho nó? liên tam nguyệt đang nghe truyện trên tv audio cv phun khói trắng cô gái này trương nguyên thanh đánh giá cô vài lần bỗng nhiên có ấn tượng càng rõ ràng hơn đối với lý thuần phong miêu tả liên tam nguyệt a một tiếng chị ở bên ngoài nói cũng nói vô ích tin hay không cậu cho dù nói cho hắn thân phận triệu phi trần vẫn cướp của cậu đứa trẻ ngỗ ngược ương ngạnh kiêu ngạo bị chiều hỏng rồi cộng thêm khéo léo lợi dụng quy tắc tự cảm thấy có lý trương nguyên thanh không nói nữa ấn dấu tay ở trên tấm da dê. Văn tự như nồng nọc trên tấm da dê phong cách cổ xưa cũ nát lần lượt sáng lên, bốc lên khói trắng xẹt xẹt, lực lượng nào đó trong cõi hư vô chứng kiến khế ước để nghiêm khắc xử phạt. Liên Tam Nguyệt thu hồi tấm da dê, nhìn về phía cháu trai cách đó không xa nói. Đưa đá lửa cho cô. Triệu Phi Trần vương tay quét ở quầy hàng, 10 viên đá màu đỏ sậm xếp thành chữ nhất. Liên Tam Nguyệt quét qua một cái nữa, đá lửa liền bị cô thu lại đi lôi đài đi. Cô nhìn quét quần chúng quanh mình, cười mỉm nói. Muốn xem chiến đấu nhớ mua vé vào cửa, 200 nghìn một tấm. Nói xong, cô kẹp điếu xì gà, dáng người uyển chuyển rời khỏi cái láng lớn, đi về phía sân bãi sau chợ đen. Ba gã cao lớn phụ trách duy trì trật tự thì cao giọng nói. Mời đến nơi đây mua vé. Trong nháy mắt bị tranh mua, các vị khách đi dạo chợ đen dẫn đầu lao về phía ba tráng háng, các chủ sạp thì thu dọn thứ đáng giá trên quầy hàng, chen chúc mua vé. Sinh tử chiến cảnh giới thánh giả đó là chuyện hiếm thấy. Đừng nói 200.000 một vé, giá vé tăng gấp đôi nữa bọn họ cũng muốn xem. Bình thường sinh tử đấu trên lôi đài đều là hành giả siêu phàm, thánh giả gần như không có khả năng ra sân. 200.000 một vé, nơi này ít nhất cũng có hơn 100 người, đó chính là tiếp cận 20 triệu. Thân là tuyển thủ dự thi chẳng lẽ không nên chia phần trăm sao? Trương Nguyên Thanh nghe vào trong tai, yên lặng cảm khái mở chợ đen cũng kiếm tiền tốt thật. Khó trách Liên Tam Nguyệt này có vốn chế tạo nhiều đạo cụ như vậy. Biên độ Liên Tam Nguyệt đánh vòng eo đặc biệt khoa trương, đi đường lại rất chậm, chờ Trương Nguyên Thanh đi theo cô tới lôi đài, đã có mười mấy linh cảnh hành giả mua vé vào cửa xong, kích động chạy tới. Bên dưới lôi đài, các khán giả kinh nghiệm phong phú duy trì khoảng cách vượt qua 10 mét với lôi đài, xa xa vây xem. Theo người càng lúc tụ tập càng nhiều tiếng ồn ào mồm năm miệng mười ầm ầm một mảng. Bà chủ muốn làm nhà cái hay không? Để mọi người chơi một ván đi. Cái này có cái gì phải đánh cược, Triệu Phi Trần thắng chắc rồi. Vệ sĩ này của là kiếm khách cấp 5, nếu bàn về cận chiến kiếm khách có thể xếp trong ba hạng đầu. Mặt khác Triệu Gia không thiếu đạo cụ, sẽ bù lại điểm yếu của kiếm khách. Chật chật, vững như Thái Sơn. Ngươi kéo đi tận đâu vậy, vừa rồi chưa nghe thấy sao? người trẻ tuổi cũng là loại không thiếu đạo cụ, bằng không có thể bỏ vào trong cái lò nát kia nhiều đạo cụ như vậy. Tiểu tử kia khí tức rõ ràng yếu hơn kiếm khách, lại nói nếu là gốc rạ cứng, ngươi cảm thấy bà chủ không nhắc nhở cháu của cô ta. Ngươi nếu là nhắc chuyện này, vậy ta phải nói với ngươi. Ta nghe nói Liên Tam Nguyệt và Triệu Gia chủ quan hệ cực kém, không nên hỏi nguyên nhân, hỏi cũng không biết, nhưng tin ta, ta là người địa phương. Trong sóng âm ồn ào, Triệu Phi Trần ôm hai người bạn gái, khóe miệng có nụ cười lạnh. Vị cô cô này của hắn quả thật quan hệ với triệu gia không hòa thuận, với ông nội càng như nước với lửa. Dùng lời phụ thân mà nói cô cô trời sinh phản cốt, kiệt ngạo bất tuân, từ nhỏ đã không tiếp nhận mệnh lệnh cùng sắp xếp của gia tộc, tùy ý tùy tính không chịu bất cứ ước thúc nào. Mà ông nội vừa vặn là đại gia trưởng ham muốn khống chế rất mạnh, sao dễ dàng tha thứ loại con gái này, cho nên quan hệ cực cứng nhắc triệu phi trần cùng vị cô cô này cũng không thân dù sao cô lúc trẻ tuổi đã rời khỏi triệu gia một năm không gặp được một lần lấy đâu ra cảm tình nhưng vạn bảo ốc là nơi tốt hắn thường tới đây tìm hiểu tình báo nhặt móc trao đổi đạo cụ suy nghĩ tung bay hắn thấy người trẻ tuổi nhảy lên lôi đài rộng lớn lập tức quay đầu nói với kiếm khách trung niên bên cạnh trên người thằng ranh kia sợ là mang theo vài món đạo cụ phẩm chất thánh giả trước khi lên đài tôi hỏi ông một câu nữa còn thiếu đạo cụ gì chỉ cần chỗ tôi có cứ việc lấy người đàn ông trung niên vuốt ve trường kiếm trong lòng khẽ lắc đầu vài món đạo cụ trên người đủ dùng rồi cậu cũng không cho được tôi đạo cụ cực phẩm lại nói kiếm khách chân chính cùng dại với kiếm là đủ triệu phi trần khẽ gật đầu đi đi đợi kiếm khách trung niên nhảy lên lôi đài triệu phi trần cúi đầu thì thầm vài câu với một trong hai người bạn gái cô gái idol mạng đó gật gật đầu chen đám người ra, chạy bước nhỏ rời đi. Triệu Phi Trần nhìn theo cô đi xa, thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nhếch khóe miệng. Ông nội từng nói mọi việc phải làm đầy đủ chuẩn bị. Tuy đối với vệ sĩ của mình có tin tưởng rất lớn, nhưng hắn cũng cần cân nhắc hậu quả cùng tổn thất của thất bại. Tiểu tử này hôm nay cho dù không chết ở vạn bảo ốc, cũng đừng nghĩ đi ra khỏi hoa đô. Nội dung hắn vừa rồi nói với bạn gái chỉ có một câu ngắn gọn, đi mời ba anh dù sao đến lúc đó giao sự việc cho trưởng bối Để bọn họ quyết đoán Trên lôi đài Trương Nguyên Thanh cùng kiếm khách trung niên cách nhau mười mấy mét Đối diện nhau Chưa động nhưng ánh mắt đã tập trung đối phương Tìm kiếm cơ hội thời cơ ra tay Trương Nguyên Thanh vừa dằn co với kẻ địch Vừa suy tư sách lược đối địch Khí tức của hắn mạnh hơn mình Hẳn là cấp 5 Bị hắn áp sát cực kỳ nguy hiểm Kiếm khách là loại hình công kích mạnh nhanh nhẹn cao, điểm yếu là phòng ngự vật lý yếu hơn nữa không có năng lực khôi phục. Hắn là người triệu gia, không thiếu đạo cụ, điểm yếu khẳng định đã bù lại. Mình cần đối phó là một kẻ địch công kích mạnh nhanh nhẹn cao kim cả phòng ngự cùng hồi phục, nếu nhớ không lầm kỹ năng bị động ý chí sắt thép cùng phá sát của kiếm khách vừa vặn có thể nhằm vào oán linh nhập, không dễ chơi lắm. Ai, thần dạ du ở cảnh giới siêu phàm cường thế vô cùng, đến tinh quan chỉ cấp 4 mà nói ngược lại trở nên yếu thế tinh tướng thuật cùng tinh động thuật tuy hữu dụng nhưng không thể đối địch nha vậy chính là lợi dụng sắp xếp tổ hợp đạo cụ chế định ra một bộ kế hoạch đối địch lại mở tinh mâu đánh giá tướng mạo đối phương nếu đối phương cung ách huyết quan bao phủ nói rõ kế hoạch khả thi ngược lại sửa chữa kế hoạch trên lý luận mà nói cách suy nghĩ này là có thể làm có lẽ đây mới là cách dùng chính xác của tinh tướng thuật thần dạ du làm nghề nghiệp chiến lược đỉnh phong không có đạo lý ở cảnh giới thánh giả mềm nhũng như thế. Nghĩ đến đây, Trương Nguyên Thanh mở tinh mâu đánh giá tướng mạo kiếm khách trung niên. Hắn khẳng định có đạo cụ phòng ngự có đạo cụ hồi phục, mình trước lấy thân thể người sói phá giáp lại phối hợp hỏa độc, đạo cụ nguyền rũ khắc chế hồi phục. Trong lòng hắn nhanh chóng chế định kế hoạch diễn luyện bộ sậu. Nhưng tướng mạo kiếm khách trung niên vẫn chưa thay đổi, mây đen bao phủ lại không có huyết quan tai ương. Xem ra nghĩ viễn vông không thể thực hiện được, nhưng mạch suy nghĩ hẳn là không sai vừa đánh vừa thử hắn không do dự nữa thi triển dạ du ẩn nấp thân hình thần dạ du quanh lôi đài truyền đến thanh âm kinh ngạc của khán giả tiểu tử này là người thái nhất môn triệu phi trần không giận mà còn mừng so với ngũ hành minh thể lượng cùng thế lực khổng lồ thái nhất môn xa xa không bằng môn chủ của nó tự đánh giá mình rất cao phần nhiều là vì thần dạ du ở rất nhiều thời điểm có tính chất không thể thay thế. Nhưng đây là đối với ngũ hành minh mà nói, với triệu gia mà nói dùng một câu tương đối lưu hành nói, ta cần tên thần giả du này có tác dụng gì? Hoàn toàn không sợ. Kiếm khách trung niên, khen, một tiếng rút ra trường kiếm, thân kiếm đỏ rực không giống sắt thép rèn, tản ra một luồng sát khí cùng lệ khí có thể phá linh thể, chấn nhiếp tâm thần. Rút ra trường kiếm hắn nhanh chóng lui về phía sau, trường kiếm ở phía trước quét ngang, một đạo kiếm khí hình cung đỏ rực rít gào lao ra, xẹt qua toàn bộ lôi đài. Kiếm khách cấp 5 có thể chém ra kiếm khí, mặc dù đối mặt kẻ địch công kích từ xa cũng có thể thông dong ứng đối. Đây là khác biệt lớn nhất của cấp 4 cùng cấp 5. Chỉ nghe đinh một tiếng, một bóng người từ trong hư không ngã ra, tay nắm một cây đoạn đao làm tư thế đón đỡ. Chính là Trương Nguyên Thanh. Đoạn đao trong tay hắn là đạo cụ siêu phàm mấy ngày nay thu thập được, trực tiếp bị kiếm khí đánh vỡ ra một vết mẻ. Kiếm khách trung niên ánh mắt hung dữ, liền muốn giơ kiếm nghênh địch, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng xé gió. Còn có kẻ địch. Âm thi. Hắn nháy mắt hiểu ra, trong lòng rung lên, trượt sang một bên. Nhưng đúng lúc này kiếm khách trung niên thấy tiểu tử thần dạ du kia nâng tay hướng khuôn mặt lau một cái, mi tâm sáng lên một điểm nước sơn vàng ống, nhanh chóng lan tràn cả khuôn mặt, hình thành một khuôn mặt uy nghiêm đoan chính tinh thần hắn trung chuyển một phen nổi lên sợ hãi nổi lên khủng hoảng quên phản kháng nhưng các cảm xúc tiêu cực này lại ở ngay sau đó tan thành mây khói hắn kháng được mặt nạ hoàng kim chấn nhiếp ý chí sắt thép của kiếm khách thay hắn kháng lại mặt nạ hoàng kim chấn nhiếp lúc này tiếng xé gió đã tới gần đỉnh đầu hắn không kịp né tránh lấy ra một bức tượng bùng nặng bằng đất vàng ầm uhm. đòn tấn công của huyết tường vi như đánh lên trên bao cát thật dày nổi lên ánh sáng vàng dạng gợn sóng cô bị lực phản tác dụng đẩy lui mà kiếm khách trung niên không chút sức mẻ kiếm khách trung niên chợt thu hồi bức tượng đất kiếm quan chợt lóe quét về phía cổ huyết tường vi nhưng người sau sớm bổ sang ngang quay cùng tránh được một đòn chặt đầu cái này không phải huyết tường vi liệu địch tiên cơ mà là trương nguyên thanh sớm hạ đạt mệnh lệnh né tránh quả nhiên là đạo cụ phòng ngự nghề nghiệp thổ quái trả giá trầm trọng mình đã quá quen thuộc rồi sau khi thử ra một món đạo cụ, Trương Nguyên Thanh trong khi suy nghĩ xoay chuyển, huyết tường vi đã bị kiếm khách trung niên ép cho cực kỳ nguy hiểm. Bất động như núi xâm lược như hỏa. Kiếm khách đối địch gần như không cho kẻ địch cơ hội thở dốc. Phốc phốc phốc. Trường kiếm đỏ rực không ngừng ở trên thân huyết tường vi chém ra vết thương rõ ràng. Tuy yêu mê hoặc sở trường cận chiến, nhưng chống lại kiếm khách cấp 5 thực lực huyết tường vi trên lệch quá lớn. Chỉ 3-4 giây, đã vài lần suýt bị chém đầu Đây còn là âm thi Đổi thành thân thể máu thịt đã sớm bị thương nặng Có thể thấy được linh cảnh hành giả cấp 4-1 Khi bị kiếm khách cấp 5 áp sát Trong mấy chục giây có thể phân sinh tử Dưới đài tràng đầy tiếng khen hay Khóe miệng Triệu Phi Trần mang theo nụ cười tự đắc Cô gái bên người giọng mềm mại nói các lời đại khái như Thật là lợi hại, thiếu gia thắng chắc rồi Làm nụ cười của Triệu Phi Trần càng thêm khắc sâu nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha